Anh đào sâu xíu nữa đi. Rồi rồi, được rồi, rồi. Anh, thơm của mình á, năm nay trúng mùa ghê ha. Trái nào trái nấy đẹp dễ sợ. Em định đây nè. Dạ. Bữa nữa mình mua mấy cái hạt giống, mình gieo xung quanh rào lợi cho nó lên, đặng có rau sạch mà ăn. Anh thấy sao? Sao cũng được, miễn sao em vui là được rồi. Nịnh quá. Dạ nghe. Có rồi hả? Dạ dạ dạ. Em gì vậy? Nghỉ đi, mai làm tiếp. Tự dưng đang làm ương ương dở dở mà nghĩ cái gì? Không, không được, anh có chuyện gấp, anh phải đi, vậy nha. Trời đất ơi. Ê, đang làm mình đi đâu vậy? Trời đất ơi, chuyện gì mà gấp dữ vậy kìa. Tía đâu ạ? Tao đi uống cà phê. Má mày bà nấu nồi canh chua cá linh ngon quá. Bà kêu đi ngang kêu vợ chồng mày vô ăn cơm cho nó vui. Dạ. Tía. Cái gì? Tía sẵn vô kêu con vợ con qua bển ăn luôn đi. Con đi công chuyện chấp cái nha tía. Vậy nha tía. Tôi là tía đó mà nó sai tôi như con không đẻ hết trời. Ok. Đẹp không? Đẹp quá à. Em thấy thì sao? Anh vẽ tặng em á. Anh vẽ hả? Ừ. Đẹp không? Đẹp. Ừ. Anh vẽ mà. Anh. Hả? Cái này nhìn giống con chim quá ha. Nó là con chim mà. Nè. Đó. Thấy không? Y chang con chim luôn. Nó là con chim mà không có y sao được. Nè, đây là anh bé cò nè. Anh ấy hả? Ừ. Vậy chắc chắn là em nè. Đúng rồi, đây cốc nè. Cốc hả? Đâu, này là con chim mà. Cốc á. À. Công nhận anh khéo tay quá à. Anh giỏi quá à. Anh đâu có khéo tay đâu, nhưng mà tại vì... Tại vì anh biết em thích tranh nên anh mới vẽ đúng không? Chứ còn gì nữa. Đẹp quá. Cô Hồng làm hết hồn rồi cô Hồng. Mày làm cái gì vậy? Mày làm gì mày nghĩ cái gì mày cái mặt mày đực ra như là bị trúng tài vậy hả? Trời ơi. Ta đang có cái giấc mơ đẹp. Qua cái miệng cô Hồng cái thành trúng tà. Người đó kỳ cục dễ sợ. Kỳ gì? Trả tiền đi chứ. 220. Chứ là 20 tiền ship, 240. Nhanh. Cô Hồng. Hồi nãy chạy qua đây gấp quá. Quên mang theo tiền rồi. Không ấy mai trả nha cô Hồng. Cũng được, mai trả nha. Cậu quên nữa cô Hồng, vì cô Hồng còn cái phòng trống không? Cô Hồng cho con mượn mấy bữa được không? Chứ vậy? Con tạo sự bất ngờ cho hai nhá. Mà đâu có được. Nghĩ sao vậy tao, ở đây có một mình, không có chồng con gì. Mày trai có vợ tự nhiên ở phòng nhà tao à. Không có được, tao nói chết rồi, vậy nghĩ chết mày ơi. Mấy bữa à, không sao đâu. Được. Thôi đi. Nghĩ sao kỳ cục vậy. Mình ở mình mà nó ở chung với, chỗ với mình. Tao phải giữ gìn danh giá của tôi chứ. Tía.
Tí qua đây chi vậy? Có chuyện gì á thì tí gọi con. Con qua bên nhà. Chú qua chi cho cực vậy? Trời sắp mưa nè. Tí đi kiếm bể. Nó đâu con làm có mình vậy? Trời, nãy anh mới chạy đi ra chứ. Mấy công việc ở đây cũng nhẹ nhàng, con làm mình cũng được. Con đừng có chịu nó quá, nó hư đó nghe. Mấy bữa nay anh bị gì á? Hễ anh rảnh cái là anh đi à. Con có hỏi ảnh, mà ảnh kêu chừng nào công chuyện đó thành công á thì anh nói cho con hay. Nên con cũng thèm hỏi làm cái gì hết trơn. Con phải quản lý cho nó chặt à. À, để nó sanh thật á. Tí về à. Làm gì á? Nhà mình mày làm gì mày còn mộp giống như ăn trộm như mày? Ủa tía, tía dậy sớm vậy tía? Mày làm gì qua đây chi sớm vậy? Đâu gì đâu. Giấu gì trong phòng vậy? Dạ đâu có gì đâu tía. Con chỉ là qua chơi. Thôi không có gì, con về nha tía. Ê đứng lên đi. Dạ. Để tao vô tao coi coi mày giấu gì trong phòng. Tía định đâu? Vô trong phòng coi coi mày giấu cái gì. Không được nghe. Sao không được? Nhà tao muốn đi đâu tao đi chứ. Trời, nhưng mà cái đó là phòng riêng của con mà. Ê bậy à. Mày nhớ là mày có vợ rồi nghe. Tao cất riêng có mày cái nhà rồi. Hộ khẩu mày tao còn cắt nữa chứ đừng có nói cái phòng. Bởi vì nhà này mày không còn cái phòng nào hết trơn á. Mày nhớ lộn rồi đó. Dạ thực ra là con để ba cái đồ của kỷ niệm thời tuổi thơ thôi chứ không có gì tiếp. Đồ kỷ niệm tuổi thơ mà lén lén lúc lúc vậy đó hả? Mặt mày kìa dính ba cái màu mè tèm lem tuốt lút kìa. Có chuyện gì thật thà khai báo đi. Vậy khai không? Dạ thiệt tình là con đang vẽ tranh. Trời Phật ơi, mày vẽ tranh hả? Hồi nào tới giờ nhỏ tới lớn mày cầm cuốc cầm len không mà tao thấy mày cầm cọ bao giờ đâu mà vẽ tranh vậy? Thì giờ cũng cầm cọ nè. Mày làm chuyện lạ không à? Rồi vẽ được gì ra hồn vía gì chưa? Dạ đủ chứ tía. Mà thật ra con cũng phải vẽ nữa mà là con tô cái tía. Giống như là trên bức tranh phải không? Nó có con số, cái mình lấy mấy cái số này nào tô lên. Cái này gọi là tranh số quá. Cũng được luôn á hả? Dạ được chứ tía. Được, cho tao coi coi. Không được tía. Tía coi rồi tía nói hết bà con hàng xóm. Cái này bí mật của con mà tía. Bí mật gì? Bí mật tại vợ con. Cho tao coi đi, tao góp ý cho. Ủa? Tía có biết gì về hậu quả đâu tía góp ý. Ủa gì bộ mày biết à? Tao là tía mày tao không biết mà mày biết hả? Mày đi học hồi nào? Mày biết? Bây giờ có cho coi không? Dạ không. Chắc chưa? Dạ chắc. Tao đi kiếm nhái. Tía. Nãy tía không ai giờ con mời tía vô thưởng thức tranh của con đi. Đâu vô coi coi mày vẽ cái gì. Mày vú đút đút đi. Thấy sao tía? Quỷ thần thiên địa. Là trời. Cái này là tranh nè hả bảy? Dạ. Tao lại mày bảy ơi. Mày biết con nhái nó thích tranh thì thôi đi mua miếng tranh tặng nó đi. Mày vẽ này mày tặng cho nó chắc nó hết ngủ luôn quá. Nó sợ ma, giờ mình thấy giống ma quá à. Thiệt biết vậy không cho tí coi luôn. Trời Phật ơi tranh. Anh Bảy. Mấy bữa nay đi đâu vậy? Anh có đi đâu đâu. Anh không đi đâu. Vậy thì tại sao lúc em đi đồng về không bao giờ thấy mặt mũi của anh hết vậy? Con á thì cũng đem qua ông bà ngoại gửi. Anh nói thiệt đi. Anh đi đâu? Anh đi gặp ai? Làm gì có gặp ai đâu. Không gặp ai mà cái mặt lén la lén lút vậy hả?
thái độ gì mà còn chối nữa hả? Bây giờ em cho anh nói thiệt á, anh đi gặp ai? Trời ơi em, không lẽ anh là con người tồi tệ vậy sao? Không có đâu. Đúng rồi, có ai tự nhận mình là anh trộm đâu. Nếu mà không làm gì sai á, không có ai mà không có làm gì mà tự nhiên lén lại lén lút vậy hết á. Hay là giờ anh chán cơm thèm phở rồi, anh thay lòng đổi dạ rồi, anh đâu còn thương tôi nữa. Nếu vậy á thì anh cứ việc nói với tôi về tôi thưa với tía má anh để nhà tôi ở, chứ anh đâu có nhất thiết làm vậy đâu. Nhái, em, anh phải như em nghĩ đâu, em đừng có nghĩ anh như vậy nha. Suốt đêm luôn hả? Đi mày dễ này hả? Thôi đất ơi, sao mày không về nhà làm đi? Thôi, dễ nhà, tí ý kiến với còn, mệt. Mày thức nguyên đêm mày làm đó, mặt mũi mày hả thâm quần hết trơn rồi kìa. Xong để sáng mai làm. Mai còn á, xuống cá giống. Mà hôm nay sẽ tập lum công việc, nên tranh thủ dễ cho xong, tặng nhá. Xong chưa? Cho mượn coi. Thôi, mình đặt đồ mình làm như tao không biết trong đó có ba con chim gì. Trả tiền đi. Trả tiền nè, dư 10.000, coi như là con thuê nguyên đêm qua 10.000. Trời ơi, coi thôi thôi về mày. Vậy có không? Nó đi đâu cả đêm mà con không hay không biết. Làm sao? Con tưởng ảnh ở bên nhà mình nên con cũng không để ý nữa. Thôi con đi về đi, chừng nào nó về á kêu nó qua đây gặp tía, tao đập cho một trận cho biết thân. Dạ. Khoan đã. Dạ. Chờ tía chứ, tía với con đi tìm nó. Dạ. Đập cho một trận cho biết. Kìa, trời Phật quỷ thần thiên địa ơi, mày đi đâu mà giờ này mày mới về mặt mày như Hà Bá chú ôn vậy bảy? Anh bảy, hôm qua giờ đi đâu vậy? Ủa, nhái, sao em ở đây? Em về nhà kiếm quá trời, không thấy vậy? Còn em thì đi kiếm anh từ hôm qua tới giờ đây nè. Mày đi đâu mà cả đêm nay nè? Mẹ con nó ở nhà, chờ mày không có ngủ ghê gì được hết á. Mới cưới vợ về, mày đặt tập thói hư tật xấu, đi đâu vậy? Cái gì? À, quên quên. Bí mật phải không? Món quà tình yêu xong chưa? Dạ xong rồi tiếp. Chị bị chửi cũng đáng rồi phải không? Đâu quan ức gì đâu. À không quan. Anh Bảy, em hỏi nãy giờ sao anh không trả lời? Anh đi đâu? Anh có biết là em lo cho anh lắm không hả? Tại anh có công chuyện đột xuất á, cái gấp quá anh quên nói em nghe. Coi cái mặt coi coi. Làm cái gì mà trên mặt chín tùm lum tùm la vậy? Nó đi cả đêm nay đó cũng vì con đó. Vì con? Em bạn. Anh dễ thiệt á hả? Nó đó, nó dễ đó. Mà anh dễ gì vậy? Anh dễ ba con chim nè, một hai ba.
cái gì mà chổng ngược nó lại vậy? Nó đang đậu trên cành nè, đó ba con đậu trên cành cây. Con có nhìn vô kỹ nó mới ra con chim, dòm sơ qua tưởng con gà ác. Bộ em thích cành hả? Em thích chứ. Nhưng mà bà đừng có nói với em là anh vẽ bức tranh này tặng em nha. Ủa không tặng cho con, lẽ là tặng cho tía. Em thích mà, trời ơi đẹp, em thích lắm luôn á. Bởi vì yêu nhau xấu nó nhìn cũng thành đẹp. Tía, con nói thiệt với tía nha, từ trước đến giờ con chưa bao giờ mà gặp bức tranh nào mà nó xấu vậy. Con không thấy đường nét nào ra đường nét nào hết trơn. Tía cũng thấy vậy. Nhái, sao ba hồi em nó thích, ba hồi nó không thích, rồi xấu đẹp là sao? Ồ thì từ trước tới giờ anh đâu bao giờ biết về tranh ảnh đâu. Tự dưng hồi bữa nghe em kêu thích tranh cái anh mận vậy, em vui lắm. Em vui, anh cũng vui theo. Tía cũng vui. Dạ. Anh, vậy chút nữa mình đi về mình mua móc treo lên anh ha. Treo ngoài phòng khách đi, mình ngắm. Thôi, cho tao can nè. Để em vô phòng ngủ hai đứa treo đi. Rồi tối người ta ngồi đó, người ta thức, người ta ngắm tranh. Treo phòng khách, khách ta tới, người ta nhìn tội nghiệp ta. Nổ mắt à. Đâu hết rồi bà ơi? Ủa ông về rồi hả? Khát nước quá à, cho ông ly nước uống rồi. Ủa tôi tưởng ông đi uống cà phê về. Thì đi uống cà phê, nhưng mà từ quán cà phê lộ về tới đây trời nóng nực nó khác nữa, chứ không có nổi. Một xíu làm thì ứng. Ông đi từ quán nước về đây à mà ông chịu không nổi. Rồi như người ta đi làm suốt ở ngoài đường, ngoài đồng vậy đó. Làm sao người ta chịu nổi? Ý bà nói chuyện có chút ác gì mà tôi rên rỉ chứ gì? Tôi không có ý đó. Lấy nước cho uống nghe. Trời ơi, làm ơn bước dài dài giùm tôi cái. Bà bước vô tới chổng bà lấy nước ra tới đây cái tới chiều quá à. Chậm ứng thiệt chứ. Ông đi từ quán nước về đây à mà ông chịu không nổi. Rồi như người ta đi làm suốt ở ngoài đường, ngoài đồng vậy đó. Làm sao ta chịu nổi? Bà này bà nói cũng có lý ta. Ta làm ngoài đồng cả ngày khát nước, nước đâu uống, cũng phải chịu thôi. Đó, nước của ông đó. Bà kêu ông Tám á, đi mua cho tôi á 4-5 cái thùng nước suối bự bự đi. Chi vậy? Không khát dữ vậy hả? Làm việc thiện. Dạ, con là Diễm Hồng. Con xin thần hoàng bốn cảnh, thần sông, thần núi, thần rừng, đất đai nhân trạch, thần tài thổ địa phù hộ cho quán của con được muôn may bán đắt. Sẵn tiện cho con xin một chút tình duyên con được khởi sắc một chút. Dạ, con tạ ơn các thần ạ. Gã ba thùng nè, gã tư thùng nè, cái đầu công thùng nè, chăm sáng thùng nè, trường học thùng nè. Một thùng á, một ngày cũng được mấy chục người uống đó. Tôi đi từ quán cô Hồng về đây mà tôi còn khát nước. Người ta đi làm cả ngày ở ngoài ruộng, ngoài đồng, ngoài đường đi vậy đó. Đã khát nước, nước đâu uống.
Coi vậy chứ cũng đỡ lắm đó ông. Dạ, nước về nè tía. Ừ, giỏi con. Dạ. Rồi coi cái nào ấy đem vô, còn nhiêu là để ngoài nha. Dạ. Mệt không con? Dạ, không có mệt má ơi. Mệt cái gì, cái thùng nước suối gì bà hỏi kiểu đó, bởi vì biết nó nhũng nhẽo. Tội nghiệp. Đáng lẽ mấy cái chuyện này á, làng bãi cò nó ở nhà nó làm. Bây giờ nó có vợ rồi, cho nên Tám nó phải làm. Kể nó đi làm tập thể dục thôi chứ có gì đâu. Ráng nghe con. Dạ. Cái thùng nào nó dư thì đem vô đây để mai để nữa. Còn nó vô để ngoài đó đi. Ừ, để ngoài đó sẵn mang đi luôn, khỏi mang nhà nữa con. Dạ, con biết rồi tía má. Ừ. Dạ. Trời ơi, sáng giờ sao không có thấy móng khách nào vậy trời. Cái gì vậy trời? Nước uống miễn phí, mời bà con dùng tự nhiên. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy trời? Tại sao cái quán của mình, quán cà phê đây mà tại sao ai để bình nước miễn phí đây rồi ai uống quán cà phê nữa? Ai vậy? Ai mà chơi mình kỳ cục vậy? Còn để ca nước uống sẵn nữa. Cái này là có chủ đích nè, ha. Quá sức tưởng tượng. Những chiều lăng tiếng mưa rơi, đêm say chờ chú ơi chú. Dạ. Nước này miễn phí hả chú? Ờ, nước miễn phí, uống đi thêm. Đây, 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 đây. Cho tôi xin ca. Đây, đây, có liền, phục vụ tận nơi luôn. Dạ, uống thoải mái đi. Cảm ơn chú. Ừ. Nữa không? Nước mát quá à. Làm ly nữa nha. Dạ, thôi đủ rồi, cảm ơn chú. Khi nào có đi ngang qua đây nè, khát nước thì ghé đi uống. Nha. Rồi, cảm ơn chú nha. Đó là dài dài á, tôi cũng có để mấy bệnh vậy đó. Dạ, dạ. Ha. Ừ. Dạ thôi tôi đi, cảm ơn chú nhiều lắm nha. Có gì đâu. Ừ. Khi nào có khát nước ghé uống nha. Dạ. Tội nghiệp, bà con mình á, đi làm đồng. Nước đôi đâu ngủ, giữa đồng giữa sái vậy nè. Có cái ca không mà được còn bình nước đâu. Có ca không sao uống. Mày kiếm gì trên cây vậy Tấm Tàn? Con đi chơi. Mày rảnh quá à. Tao thấy mày kiếm gì trên cây á. Thì con kiếm cái bình nước uống này nè. Con sợ đứa nào nó phá phách rồi nó treo trên cây á. Bình nước nào treo trên cây? Mày làm như bóng đèn treo trên cây, trên cao. Ở trên cây cũng không có. Mà ở trong bụi cũng không có. Vậy nó đâu ta? Thôi con về con Hồng. Dạ. Con về nha. Cái gì ghét. Ngay cái thằng mối ruột của mình á, mà nó còn không thèm uống nước của mình nữa. Hả? Mà đi uống nước miễn phí. Hỏi sao không ế chứ. Tía. Gì? Cái bình nước con đặt gần quán con Hồng á, mất nửa rồi tía. Mất nửa hả? Dạ. Trời đất ơi, hai ngày nay chỗ quán của Hồng mất hai bình. Dạ. Rồi mấy chỗ khác có mất không? Không má. Kỳ vậy kìa. Vậy ai lấy ta? Tía, con đang nghi là cô Hồng á. Cô Hồng bán nước. Cô bà lấy nước làm chi? Đúng rồi đó. Không có chứng cứ, không có nghi quan cho người ta vậy được con. Dạ. Thôi, mấy thùng nước à, mất thì thôi. Mất, tôi không có tiếc. Mà không có biết người lấy, mình mới tức đây này chứ. Mà chắc người ta cần, người ta mới lấy. Mà nghiên cứu hoài, không ra ai đấy, mới tức mình. Chắc là cô Hồng không lấy.
Thì chắc là ai đó đi đường đi ngang thấy thùng nước sẵn ôm luôn chứ gì. Trời ơi, ở xẻo lá này người ta lấy, người ta lấy cái gì chứ hồi nào giờ ai đi lấy cái bình nước gì kỳ. Có đó nghe tía. Trời ơi, nhiều khi cái tụi nào nó thái mái, nó tham lam, nó lấy hết trơn á. Vậy con giác mình nữa, ra ngoài đó để y đó đi. Nữa hả tía? Ừ, nhưng mà lần này chịu khó đừng có về. Kiếm chỗ nào kín kín, đứng rình để có ai lấy. Trời đất ơi, rồi không lẽ cái thằng ăn trộm đó tới khuya nó mới tới. Rồi con cũng ngồi đợi tới khuya luôn hả tía? Mày chịu khó đi, để con biết ai để tức cũng vậy à. Đi rình bắt kẻ gian thôi mà. Mắc mớ gì đinh cái bình đầy chỉ cho nó nặng. Mình trên bình không đi cũng được mà. Mình thông minh thiệt. Nói gì đi đi còn suy nghĩ gì nữa. Dạ. Đi đi con. Dạ. Nói rất là quần quằng thằng này thiệt tình. Dạ. Trời đất ơi là trời. Trời hành trời phạt thì sao á. Ở nhà không ở, đi ra đây gình mòn vậy nè. Mũi chích gần chết luôn vậy đó. Tôi mà biết ai mà lấy cái bình nước đó ha, là tôi cho lên đồn ngay lập tức. Trời đất ơi, nữa hả trời? Bình nước này của ai vậy? Đem về giùm đi. Có ai không? Bộ giỡn với tôi thì sao vậy? Tôi mà biết được á, không yên đâu nghe chưa? Tụi bay không? Bưng bình nước cho tao coi. Trời ơi. Mệt quá, cái bình không mà tưởng nặng lắm. Thì ra là con Hồng. Trời, không ngờ tính tình cũ như vậy luôn á. Nhà bán quán nước mà làm như thiếu thốn lắm vậy đó. Đi lấy cái bình nước của người ta đem vô để mà bán. Bó tay thiệt chứ. Nhìn gì vậy Tấm Tà? Thì con đang nhìn cái mà cô đang nhìn đó. Ủa? Mà cái bình nước nó có gì trỏng mà cô làm gì cô xăm soi quá vậy? Tao đang điều tra coi ai là cái người từ bữa đến giờ phá đám tao không cho tao buôn bán nè. Rồi cô tìm ra thủ phạm chưa? Chưa. Tao đang điều tra dấu vân tay. Gì ghê vậy? Dấu vân tay luôn hả? Chứ còn gì nữa. Đây nè, mày nhìn coi. Mày có biết cô ai không Tấm Tà? Trời ơi, cô nói chuyện nghe ngộ quá. Cô làm như con thám tử vậy. Ai biết. Chẳng lẽ bây giờ ta phải triệu tập cả cái xẻo lá này để tìm ra cái dấu vân tay của ai giống như cái này. Trời đất ơi, mày mạnh tay giùm tao cái tám, mày nhồi gì mà như nhồi đất sét để nắng đồ chơi. Được chưa tía? Nắng đi chừng nào mà mày đó dẻo chút nữa là dẻo nào mày nắng được gì nè đó là được nè. Đó, vậy nè thấy không? Bóp mạnh đó mày làm gì? Chút đem bình nước ra mà đường lộ để ngoài cho bà con đi ngang ra uống nha. Dạ, không biết rồi tía. Phải của mày không Tấm Tà? Nè, cô đừng có nói bậy nha. Làm gì của con có biết gì đâu. Thôi phải thôi, làm dữ vậy. Giờ uống gì tao làm cho nè. Thôi giờ hết khát rồi, con đi về. Ghét. Không mở chợ cũng đông. Mình phải tìm ra bằng được cái người phá mình không cho mình buôn bán. Đi vòng vòng cái xóm này, kiếm cho bằng được.
trời đất ơi, đây nữa, ai mà đánh dữ vậy ta? Thêm một bệnh đây nữa. Lạ thiệt á. Ý như trời đất ơi, đem mấy bình nước tới đây không muốn hụt hơi. Có con có cái lớn rồi mà không có thằng nào làm chuyện này tiếp mà hết trơn. Tám sai đi canh cái bình nước ngoài đó, giờ này không thấy về nữa, không biết có phát hiện được ai không hay đi chơi nữa rồi. Để ngay đây đi, người ta đi qua lại người ta thấy người ta uống. Ủa anh hai? Ủa? Không. Anh làm gì vậy? Để nước đây nè, để cho bà con đi qua lại người ta uống. Vậy là cái bình nước bữa giờ trong xóm là của tôi không đó? Vậy cái dấu vân tay trên bình cũng là của anh luôn á hả? Dấu trên đó. Cái bữa vô nhồi bột rồi tôi ôm ôm này nó dính trắng trên này vậy. Vậy là anh cố tình anh ôm cái bình nước đặt trước quán em đúng không? Ủa trời đất ơi, con nói gì kỳ vậy? Tôi đâu có bưng. Vậy của ai? Đám á, Tâm Đàn á. Ở kìa, tới kìa. Trời ơi tía, sao tía không để con qua con nghinh phụ cho? Trời ơi, đợi mày chắc tới khuya, khuya tối ai uống? Anh hai, anh có thù ghét gì em á thì anh nói, chứ làm gì mà anh chơi ác với em dữ vậy? Trời ơi, cô nói gì kỳ cô Hồng? Mình quen biết từ nào giờ tôi thù ghét cô chi? Em á, buôn bán ở đây á là mấy chục năm nay rồi. Mà anh, bộ anh tính đạp đổ chén cơm của em hay sao vậy? Trời ơi, cô nói gì tội nghiệp tôi cô Hồng? Cơm là ngọc là ngà, mà tôi đạp đổ gì tẩu chết luôn à. Em tức quá đi à, em nói vậy mà anh cũng không hiểu nữa. Là sao? Tía, ý cổ nói á, mình đặt cái bình nước miễn phí trước cửa quán cổ, làm cho quán cổ ế á. Ủa quán cổ ế nào tới giờ chứ đâu phải bình nước mình đặt cổ mới ế đâu. Anh nói vậy, ế gì mà ế chứ. Chứ em hỏi anh chứ, anh nghĩ sao thằng Tấm Tàn á, nó bưng nguyên bình nước nó đặt ngay trước quán em, cái để nước miễn phí, mời bà con lại uống thoải mái. Em nói thì cái chữ cái nước miễn phí nó còn bự hơn cái bình nữa, hỏi sao người ta vô quán em ta uống được. Trời đất ơi, tôi dặn Tám nó để cặp bên quán cô xích đằng kia chút mà đừng lộ cho người ta thấy người ta uống. Ủa, con đặt ở đâu vậy Tám? Thì bữa đó con thấy nếu mà đặt ở ngay chỗ ngoài lộ á thì nắng quá đi, con mới đem vô cái bình nước vô trong quán của cổ cho nó mát. Trời ơi, chỗ ta bán quán mà mình đặt bình nước miễn phí vậy có sao được con, làm gì bậy nha. Phải rồi, mày thấy tao đơn thân có một mình phải không? Cho nên mày muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, chứ mày ăn hiếp tao đúng không? Trời, cô nói gì cô Hồng? Thì con cũng có ý tốt, con làm theo tí á con, để bình nước cho bà con người ta uống. Thì tao đâu nói mày xấu, nhưng mà mày muốn để cái bình nước á, mày phải để sao cho nó phù hợp. Chứ mày nghĩ sao á, mày đặt ngay trình hình như trước quán tao, mà sao tao làm ăn được? Ăn coi nồi ngồi phải coi hướng chứ. Ngủ dạ lá chịu đòn, tôi xin lỗi cô. Thật ra tôi cũng có ý tốt thôi, chứ tôi không có ý xấu gì hại cô đâu. Tôi muốn đem bình nước này ra nè, để về dài để cho bà con đã khát nước, ta đi ngang có nước ta uống, làm phước vậy đó mà. Thiệt tình với anh á, thì cái lòng của em nó cũng tốt như anh vậy thôi. Em đâu có biết anh làm từ thiện giúp bà con đâu, chứ là em biết em cũng ủng hộ anh mà. Đằng này á, em không biết ai tự nhiên đặt trước quán em mà không nói cho em biết, cho nên em mới giận. Chứ nếu em biết thì em đâu có giận dữ vậy. Nhưng bây giờ hiểu ra rồi thì thôi không sao hết trơn. Mấy mốt có gì bình khác em đem để đặt quán em cho. Vậy đó hả? Dạ. Vậy hết giận phải không? Biết rồi có giận nữa. Thôi vậy đi, mình cùng nhau đóng góp nhau người chút để giúp đỡ bà con lúc khó khăn mà cô Hồng. Má đi đâu vậy? Thì tính qua bên con nè. Đồ ăn má mới nấu còn nóng nguyên à, đem về ăn liền nghe không? Con cảm ơn má. Ăn liền nghe không? Dạ. Ủa? Bảo. Sao mấy nay không thấy qua vậy?
Dạ, mấy bữa nay anh bảy cò phụ tía bưng nước qua bên chợ với bên bệnh viện á, không ai canh nhỏ hết nên con ở nhà anh canh nó. Ờ, đường cái tía bay rảnh á, nghĩ ra nhiều chuyện cũng hay. Tốt. Mày kệ con, la làm đùm la rách, mình có nước uống chứ có nhiều người không có nước uống á con. Ủa gì mà má, mấy bữa nay á chị Sao Nhú có gọi điện cho má không? Có chứ, gọi riết gì, hỏi thăm bay nữa. Vậy hả? Hồi hôm bữa chị gửi cho thằng con của con mấy bộ đồ chơi dễ thương lắm. Vậy hả? Ồ, mà sao dạo này con thấy chị không về vậy? Bộ chị kẹt lắm hả má? Có kẹt gì đâu, nó không muốn về. Ủa sao mà không muốn về? Thì chắc tại tía với má cứ... À con biết rồi, cái chuyện chồng con phải không? Ờ. Trời ơi. Ủa? Ê, ủa điện thoại. Ủa nó đeo đâu ạ? À? Đây. Trời đất ơi. Đó. Dạ. Bỏ vỏ mà không nhớ đó con. Ờ tôi nè. Thì có tiền trả đi rồi về tôi đưa lại. Trời đất ơi. Ờ vậy thôi chờ chút nha, chút rồi về liền. Thôi má về nha, về trả tiền nước cho người ta đem nước tới kìa. Dạ vậy thôi má về, rồi chiều có gì con rảnh ổng nhỏ qua chơi. Ờ nha con. Dạ. Má về nha. Dạ. Phụ phụ con cô ngọc. Đây rồi bà để đây nè. Ờ để đây. Dễ thấy. Xin qua. Ok. Rồi để xuống. À được rồi đó. Còn cái ca vô cho tao uống chứ. Dạ. Ý, để tao dán mày vô nữa chứ. Dạ. Đó, mình nhìn coi được chưa? Mình nhìn coi được chưa? Tắm ta. Xích xích qua bên phải xíu không? Bên phải hả? Dạ được. Được rồi. Được rồi. Rồi để băng keo. Rồi dán này. Ờ. Đây. Công nhận. Có một chút xíu vậy thôi mà có thể giúp được bà con đi làm về có cái uống nước cũng đỡ lắm ha. Dạ đúng rồi đó con Hồng. Mà thôi con về bển nha. Để con thôi tía con kêu con á. Thôi con về nha. Dạ. Ngày xưa sống trong túp lều tranh mà sao đời vui quá đổi sớm hôm hiền lành. Ngày nay cái gì cũng có hết mà sao ruột gan như muối sét thấy đàn con cháu mà đau. Đổi thay bao nhiêu thay đổi tới từng ngày cho nên gan ruột mới bời làng trên xóm dưới. Đổi thay từng ngày nhìn người ta mà lòng đau. Này. Ủa cô Hồng sao vậy? Em mới đi chợ về. Hả? Sáng giờ có ai thay cho mình nước cho anh? Trời đất ơi, thật khai trương quá trời, ai đi ngang đây tao cũng ghé uống. Nhìn đàn con nó đang lớn dần, rồi làng quê về thành đô, rồi cùng nhau tập tành bon chen. Khi trở về cơn sốt tiền đã biến hình nó tan tành rồi. Khi trở về cơn sốt tiền đã biến hình nó tan vui vẻ cả làng rồi ha. Tan tành rồi. Ê, hai bạn ngồi đó làm chi? Dạ, ở tiếp. Để đây nè, lên bàn ông Thiên ngồi nè, rồi tao lại. Con cái gì nuôi cho tới lớn già đầu chó ăn học mà ngồi đó chơi để cho ông già khum lưng mà quét sân, tụi bay coi được không? Hả? À? Thì tía để đi, chung hồi quét cho. Chừng nào? Chút hồi là chừng nào? Tụi con coi xong này tụi con quét liền mà tía. À, câu này nghe quen quá à Tám à. Câu này nghe quen thuộc lắm. Thôi tía. Tía đưa con chổi này chứ tía càng quét tía càng chửi nữa mất công. Tụi coi gì trong đó, có bổ ích gì không? Dạ.
tía. Biết rằng là nó không có bổ gì hết trơn á, nhưng mà nó nghe nhìn lạ, nhìn ngộ lắm tía. Dạ. Để tao coi coi. Dạ. Gì? Để tao tí coi. Chú lạ gì đâu ngộ. Trời đất ơi, tưởng gì má clip dạy nấu ăn thôi có gì đâu. Thì đang sao bếp kìa, má tụi bay dạy cho nấu. Dạ, lạ ở chỗ là cái gì nó cũng khổng lồ tí. Ví dụ như là cái nồi lẩu khổng lồ, cái chảo cơm chiên cũng khổng lồ. Nó làm gì nhỏ 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 giống như là chơi nhà chòi vậy. Đúng rồi đó tía, nó lạ cái chỗ nha, là khổng lồ á tía. Chứ lại cái người làm tía coi nè, con thấy mắc cười gì đâu, ngộ gì đâu tía. Có gì đâu cười, có đâu ngộ đâu. Tưởng như nấu nồi cơm chà bá lửa này nè, để cho nó ăn, rồi quay clip rồi cho tụi bay coi. Vậy thôi chứ có gì đâu. Ừ, tao thấy mấy người này cũng rảnh nha, rảnh nè. Không phải đương không mà rảnh họ làm không đâu tía. Cái này làm á nha, là có tiền đó. Một tháng nó coi con nghe nói đâu là kiếm được mấy trăm triệu luôn á tía. Mà nổi tiếng nữa tía. Trời ơi, mới có mấy ngày mà được 2-3 triệu lượt người theo dõi luôn á tía. Mày á, có vợ rồi, không lo làm ăn, để lo cho vợ sao rồi còn có con nữa. Mày đặt á, nghe lời mấy này nè, rồi tối ngày úp mặt vô điện thoại này hoài đi, rồi mau giàu lắm đó con. Con về con xin phép vợ con làm cái YouTube là vợ cho con qua đây làm liền. Tôi dẹp ba chuyện này đi, tao không có bao đồng đâu. Quét ba cái sân cho sạch nha. Rồi đó. Quét cho sạch cho ba cái sân này nha. Vô uống trà với tía. Anh cười rồi chứ. Cái gì mà giữa trưa mà đang ngủ mà ai mà cười um sùm vậy trời. Tía, đang ngủ mà sao giữa trưa mà tía cười cái gì vậy? Tao đang coi YouTube, mấy ông bà già ở dưới quê nè, quay lên nè, mắc cười muốn chết luôn vậy rồi nè. Nè. Trời đất ơi, thấy không, con đã nói với tía rồi, mấy cái này vui lắm mà tía không chịu tin con. Tía, hay là bây giờ tía con mình khởi xướng cái phong trào mà làm YouTube ở Xẻo Lá này đi, để cho bà con cô bác người ta coi. Làm nghe tía. Nhưng mà tao đâu biết gì đâu mà làm. Tía cứ yên tâm đi, mọi chuyện nó có con lo. Nhưng mà làm gì thì làm nghe, không có làm mấy cái trò khỉ cho người ta cười nghe. Dạ, con biết rồi tía. Vậy con đi báo cho anh Bảy liền nghe tía. Cười nữa chứ. Rồi, bây giờ á, anh Bảy Cò sẽ là quay phim nha. Còn con á là đạo diễn, kim chịu trách nhiệm nội dung kịch bản luôn. Còn tía là nhân vật chính, thấy không? Thì cũng như là phim vậy đó, trước khi mà bấm máy quay mình phải học thuộc thoại nha. Con có ghi thoại sẵn ở đây cho tía nè. Thuộc thoại trước đi mình quay nghe tía. Ủa đoàn phim có 3 người hả? Dạ đúng rồi, ekip chỉ cần 3 tía con mình thôi là quá hoàn hảo luôn rồi tía. Phải học thuộc này đó hả? Dạ. Trời đất ơi, tao từng tủ này rồi bắt tao học thuộc này nữa, sao tao học cho nổi tám? À, tao già cả rồi mày bắt tao đọc hết cho nó chắc, chừng nào mà tao mới thuộc nổi. Vậy thôi để con đọc cái tía nghe nha. Đọc đi. Rồi, chào các bạn, tôi là Hai Lúa, sống ở xóm Xẻo Lá. Hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý bà con, cô bác, anh chị, các em và các cháu một món ăn dân dã của miền Tây, đó chính là cá lóc nướng chui. Trời đất ơi, viết chi mà về nhằn về sọc của cái chữ lý tí như kiến bò, sao ta học nổi. Thì bởi vì tí học đi thầu thuộc đi ngồi quay nghe tí. Thôi khỏi đi, quay đi, tao biết rồi. Ủa, tí thuộc chưa mà kêu quay? Thôi quay đi, tao thuộc rồi. Rồi, ok vậy bắt đầu quay nha. Cái bước đầu tiên á là tía phải bắt cá lóc, đập đầu cho nó chết, xong rồi cạo giải, rồi móc mang, móc ruột, rồi xong mình rửa sạch, rồi mình nướng nha tía. Trời đất ơi, bố mày khùng hả tao? Cá lóc nướng chui thì tao để nguyên con vậy chứ mày cạo giải rồi mày móc ruột nữa rồi đâu còn là cái món truyền thống của tao nữa. Dạ, con biết rồi tía. Rồi ok vậy mình bắt đầu mình quay nha tía. Anh Bảy, máy chạy. Máy chạy rồi. Rồi, máy chạy. Diễn.
Gì quên rồi. Trời ơi, cắt anh Bảy, cắt đi. Sao vậy Tía? Sao vậy Tía? Nói gì? Vậy nói thuộc rồi, thiệt tình luôn. Trời ơi, đã hồi nãy con kêu Tía là phải học thuộc thoại Tía mới quay được, mà tự nhiên nhắc Tía đi. Máy chạy. Máy vô nè, là Tía phải giới thiệu tên, tuổi, quê quán Tía ở đâu, với lại cái món ăn mà Tía muốn thực hiện cho bà con xem ngày hôm nay là món gì. Thuộc cho Tía. Rồi quay nha Tía nha. Rồi quay. Rồi. Diễn. Ngồi gì luôn hả? Dạ. Kính thưa bà con cô bác, anh chị em và các cháu thiếu nhi Nhi Đồng, tôi là Hai Lúa, quê tôi ở Xẻo Lá, nghề nghiệp làm ruộng, làm vườn, làm rẫy. Hôm nay tôi có một cái món ăn giới thiệu với bà con cô bác, là món ăn dân dã, món ăn đồng quê của quê hương Xẻo Lá tôi. Để đãi cho bà con cô bác ăn. Đây, cá lóc nướng chui. Đây, cá lóc nướng chui. Cá này còn mạnh nha. Dạ. Cầm chặt tiếp, cầm chặt tiếp. Ô, từ nó dễ quá. Rơm đâu, có rơm chưa? Ở rơm đâu Tám? Ủa, rơm gì Tía? Trời. Thì cá lóc nướng chui phải nướng bằng rơm chứ bằng cái gì. Thôi bây giờ con không có chuẩn bị rơm kịp. Bây giờ Tía mình nướng bếp ga nha Tía. Cá lóc nướng chui hồi nào tới giờ ta nướng bằng rơm không? Ai mà nướng bằng cái bếp ga? Mày làm lên đẳng cho người ta cười cho thúi đầu hả? Nhưng mà cũng ngon mà Tía. Sao ngon được? Thôi dẹp đi, tao quay đó, rửa tay. Tía. Kỳ vậy. Rồi vậy sao? Mày biết đâu. Cá lóc nướng chui. Hay quá chú bạn. Hay quá chú bạn ơi. Trời ơi, wow, mới có mấy ngày thôi mà 4.000 lượt view rồi kìa Tía. Rồi, có bộ Tía sắp được nổi tiếng rồi nha Tía. Tao tính làm chơi cho vui, ai về người ta cũng coi đông quá ha. Dạ. Đâu, đưa em coi cái bình luận coi. Trời, có cô Diễm Hồng nữa nè. Anh hai làm clip vui quá, hi. Để coi ai nữa nè. Chú sâu lắm Tía. Sao? Trời đất ơi, cười muốn bể bụng rồi anh hai ơi. Bé nhóc cu te, lần sau ông hai vlog nhớ làm trà sữa cho con nha. Tía. Hả? Dạ, anh yêu cầu trà sữa. Vậy lần sau mình làm cái clip trà sữa nha Tía. Chính xác. Cha sanh mẹ đẻ tới giờ tao chưa biết mặt trà sữa rồi sao kêu tao làm, sao tao biết làm. Không sao đâu Tía, mình không biết làm á, cái mình lên mạng á, mình kiếm có, sẽ có người chỉ à. Dạ đúng rồi Tía. Lúc đầu á, tao tính làm ba cái món ăn dân dã miền Tây mình nè, cho nó vui, rồi quảng bá ba cái món ăn của quê hương mình. À vậy đó, người ta coi đông dữ hả? Mình tính thì tính như vậy là đúng rồi đó Tía. Nhưng mà bây giờ Tía biết không, cái kênh YouTube của mình nó đang trên đà phát triển, phải không? Thì mình phải tìm cái mới lạ, mình thay đổi từng ngày để cho thu hút người xem càng ngày càng nhiều nữa. Dạ. Chứ bây giờ Tía là người miền Tây, mà Tía làm mấy món ăn miền Tây không mà, thì nó quá bình thường rồi, không có gì để coi hết trơn nữa. Cho nên là Tía phải thay đổi, làm các món ăn từ các vùng miền khác nè, chẳng hạn như nước ngoài cũng được nữa Tía, như gà rán nè, pizza nè, vậy nó mới độc, nó mới lạ. Đúng rồi. Dạ. Rồi bấm gì bấm hoài Tám? Dạ con đang nghiên cứu coi có cái ý tưởng gì mới đi mình quay cho Tía. Trời đất ơi, mày làm gì vậy Bảy? Dạ tại Tía sắp thành người nổi tiếng rồi, bây giờ mình đeo cái kiến vậy cho giống người nổi tiếng. Ủa người nổi tiếng rồi có thấy đường thấy gì đâu mà nổi tiếng chị? Thì cần gì kêu con làm hết cho. Vậy đó hả? Dạ. Ê. Từ đây trễ về sau Tía để con nghe, giống như là con là quản lý của Tía, con nhận show chậu hết con cho. Alo alo anh hai
Không phải anh hai, ai vậy? Ba máy cày nè. Dạ. Tiếp. Có anh ba xe máy cày. Lô ba. Dạ. Mấy thửa ruộng anh tính cày sao anh? Thì hai miếng ruộng hai bên đó. Mày coi mày cày luôn giùm tao đi. Lúc này tao bận công việc quá không có ra coi được. Thấy không? Mày coi đó xử luôn đi. Dạ, rồi, em cài luôn nghe. Rồi, vậy nghe. Rồi, khỏi cúp máy, để anh cúp vô. Đó. Nổi tiếng sướng vậy hả? Dạ, không cần làm gì luôn. Trời đất ơi. Tiêu muốn uống trà không? Uống trà không? Uống chứ có thấy được đâu mà. Rồi, nội dung hôm nay mình sẽ quay ông hai lúa tập yoga. Ủa yoga là gì? À, tập yoga là tập thể dục có tiếc. Trời đất ơi. Rồi, bây giờ tía nhìn con làm sao, tía làm y chang vậy nghe tía. Rồi, làm đi. Tư thế đầu tiên. Đây là tư thế con mèo. Tư thế đầu tiên là tư thế con mèo. Bên đây nè, bên đây thì tía. Dạ đúng rồi. Đó. Là tư thế con mèo. Hít vào. Thở ra. Tư thế thứ hai. Tư thế biến thể của con mèo. Tư thế thứ hai, tư thế biến thể của con mèo. Kiểu này khó quá Tám ơi. Cho qua đi, này khó lắm à. À tía ơi, không được đâu tía. Tía phải làm cái này đi, tại vì fan người ta yêu cầu cái bài này nhiều lắm. Nha tía nha, cố gắng nha tía. Làm tía ơi. Rồi nha, biến thể của con mèo. Tía, quay qua đây nói nè. Đó, hay quá tía ơi. Trời ơi. Trời tía. Tía, có sao không? Đau, đau tay quá. Sao không tía? Đau quá, dài quá. Thôi dẹp đi, khỏi có quay gì nữa chân á. Máy chạy nha, chuẩn bị chưa? Máy chạy rồi. Diễn. Hỏi tía ơi, ngưng đi, cắt đi cái. Cái gì? Của người ta múa vậy nè. Tía đứng quay ai mà quay không được tía. Với lại người ta quẹt mũi, còn tía bóc mũi là sao? Mày muốn tao làm kiểu đó đặng cho cái lỗ mũi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc hả? Tía mày quay mấy dầu quen rồi. À thôi không sao tía. Bây giờ tía cứ làm theo cái phong cách của tía đi. Để thôi mình sắp đặt mốc triệu view rồi đó. Dạ gán lên tía. Cái này nó thôi nha. Dạ. Múa đẹp lên nha tía. Rồi nha. Rồi máy chạy nha. Diễn. Đó, hay quá. Quá hay quá tía ơi. Đó. Đúng rồi, đẹp tía. Hay quá tía ơi. Hay quá tía ơi. Đó. Đó. Quá hay luôn tía ơi. Đây. Đó. Ui. Đó. Đó. Tay chân dở không lên mà bắt quay cái này nữa mấy ông bay làm cái chuyện ác không à. Mệt quá. Đừng quay gì nữa chân nha. Tao không làm nữa đâu. Tía. Hên quá. Ném chút cái côn vô đầu. Mà côn vô đầu còn đỡ. Chứ đừng vô điện thoại được rồi. Xin chào tất cả cô chú anh chị em cùng các cháu đang trở lại kênh Cô Ông Hai Lúa Vlog. Cô chú anh chị em và các cháu ơi, hôm nay anh em tụi tôi là con của Ông Hai Lúa Vlog, bảy cò với tấm tàn, xin gửi đến tất cả mọi người một món ăn rất là đặc biệt, đó là mì siêu cay. Siêu cay đó. Đây. Dạ, bà con cô bác, anh chị em và các cháu nhìn thấy có cay không? Dạ, chứ mình thấy là cay lắm luôn á. Bây giờ, mình là bảy cò, con của ông Hai Lúa, mình sẽ ăn tô mì siêu cay này để trong khi chờ đợi ông Hai Lúa vlog xuất hiện nha bà con cô bác, các anh, các chị, các cháu. Rồi, sau màn trình diễn của anh bảy cò, tiếp theo sẽ là ông Hai Lúa vlog xuất hiện, sẽ ăn một tô mì siêu cay hơn tô mì này luôn nha. Bảy cò, xin phép
bắt đầu nha. Bà con cô bác nhặt cái xấu. Khai hồn bậy. Nhiêu đây mà nhầm nhòi với anh mày. Đây, mình ăn hết nguyên muỗng ớt này luôn nha bà con cô bác. Cay quá. Cay đảo quá bà con cô bác rồi các cháu à. Ớt cay nữa nè. Ấm. Ớt thêm à, nước quay qua chỗ khác. Đợi xíu nha. Hả? Chừng nào ông hai lúa xuất hiện hả? À, đợi chút xíu đi. Bảy cò ăn hết cái tô mì này, ông hai lúa vlog ông sẽ xuất hiện nha bà con cô bác và các cháu nhé. Ha, hãy đón xem nha. Rồi, đó thấy chưa? Đó, bởi vì nói nha, cuộc đời của tôi á gần 30 nồi bánh chưng rồi mà chưa thấy tô mì nào á mà nó cay với tô mì này hết. Ngon quá bà con cô bác các cháu à. Tiếp nha. Quay qua các bác. Đang trục trặc kỹ thuật chút xíu nha. Dạ, mấy con xin trở lại với bà con, cô bác và các cháu nhé. Mình xin phép kết thúc buổi livestream ngày hôm nay. Đã chung rồi, sợ có ông hai lúa ông xuất hiện, ông ăn với tô mì cay, siêu cay, cay gấp 10 lần cái này luôn nha bà con, cô bác, các cháu ạ. Hẹn gặp lại mọi người nha. Cay quá. Cay quá. Có sao không mình bảy? Cay quá. Uống đi. Trời ơi. Tía, con biết tía ăn ớt không được, nhưng mà vì sự nghiệp tương lai hả tía? Tía chịu khó ăn tô mì này nha. Này tô mì gì? Này tô ớt thì có. Không tía, cái này là tô mì, nhưng mà có chút xíu ớt trong đó thôi à. Ủa mày con ai tám? Mày tính giết tao hả? Bao nhiêu ớt đó mày nói chút xíu hả? Chừng nửa ký ớt trong đó mày kêu tao ăn là tao chết hả? Nói nghe nè. Anh thấy anh em mình làm vậy với tía bậy quá. Nào giờ tía có ăn cay được đâu. Anh ăn có chút xíu anh còn ăn không được nữa kìa. Nhưng mà bây giờ kẹt cái á là tía đang hot trên mạng dữ lắm, anh hiểu không? Hot thì hot, bây giờ đổi khác đi chứ đừng để tía ăn mì cay, tội nghiệp tía lắm. Trời ơi, đổi bây giờ nó uổng lắm anh biết không? Quá khác uổng lắm. Hồi sáng giờ hai anh em mình làm cái phần giới thiệu á, nó cực gần chết luôn rồi. Bây giờ khán giả fan hâm mộ đang trông chờ cái clip mà tía ăn mì, rồi tự nhiên làm cái khác sao được. Cũng có lý. Tía gán ăn đi, tía ăn đi, cái clip này là chắc chắn là lên bay bổng nó luôn á tía. Bay tới đâu? Bay lên trời luôn hả? Mày ăn đi. Ồ, tao không ăn đâu, cay lắm. Ăn đau bao tử chết luôn. Hai mày tính giết tao hả? Tính giết tao đang chia nhà chia cửa hả? Khùng. Tía hot lắm tía. Ăn đi tía. Tao nói không là không nha. Ủa tía nghe không lần này đi tía. Tía ăn đi tía. Tao nói không ăn là không ăn nha. Tự nhiên mày muốn giết tía mày hả? Mày kêu tao ăn tô ớt đó đặng tao chết hay chi tao? Nhưng mà con nói tía nghe nè, xong cái clip này á, đảm bảo là tía con mình lên hương luôn á tía. Tao làm như tụi bay mấy cái clip để cho vui chơi thôi. Ăn ớt kiểu này tao thấy không vui. Nhưng mà con nói tía nghe nè, bây giờ á, bà con nè, khán giả fan hâm mộ của tía rất là nhiều, đang trông chờ cái clip của tía từ sớm tới giờ luôn á. Tao nói là không nha. Hết chuyện tụi bay hứa hả? Tụi bay làm tô ớt thì tụi bay kêu tía mày ăn hả? Làm cái gì cũng vừa phải thôi. Làm lố quá cho người ta cự xuống đầu hả? Tía, kênh của mình sắp kiếm được tiền rồi đó tía. Thôi tao không ăn, cay lắm. Còn nói nữa tao lấy cây tao đập què dọa giờ, tự nhiên kêu tao ăn tô ớt rồi làm tao chết hả? Chú Hai ơi! Gì nữa mày? Chuyện gì vậy anh Tèo? Anh Ba mới cài bữa hôm chú kêu á. Bữa nay anh nhắm mắt nhắm mũi làm sao mà sắn vô ruộng của chú Mười Gâu cài á. Trời Phật thánh thần ơi, ruộng ta không cài đi qua cài ruộng người ta hả? Đó, chú ruộng người ta mới xả lúa, ông nhào vô ông cài rồi hai ông chuẩn bị quýnh lộn ngoài kia kìa. Anh này nó khủng hết sao chứ trời.
Tao xả lúa vô cày vậy đó hả? Đó, bởi vậy chúng mày quấy lộn người kìa chú hai. Lấy xe chở tao ra ngoài tao giải quyết mấy này coi. Dạ dạ, đi đi. Đi dẹp đi đi. Ê, ông hai lúa về lâu chưa có làm clip mà. Trời đất ơi, anh Bảy ơi. Hả? Anh coi nè. Ha. Cái gì? Gì vậy? Làm gì hai thằng chụm đầu cho mỏ là làm gì vậy? Dạ không có tí. Dạ không có gì đâu Tiết. À, mà cái ruộng bển làm sao rồi Tiết? Thì đền người ta chứ chân sao vậy? Làm ruộng làm vườn không lo, cũng mày không à. Bắt tao cấm đầu cấm cổ quay ba cái clip đó. Không coi sóc ruộng để cho người ta cài. Lại lộn qua ruộng của người ta. Giờ bắt đền bán lúa giống người ta kìa. Dạ anh xin lỗi Tiết. Dạ con xin lỗi Tía. Tưởng Tía nổi tiếng ai về đâu. Nổi tiếng đàng hoàng thì nổi tiếng, mà nổi tiếng cực khổ cấm đầu cấm cổ vậy nè. Tao không có ham nổi tiếng đâu. Làm ơn làm phước đi, tụi bay để cho tao bình tao yên đi. Thấy không? Để cho tao sống hết cái cuộc đời dân giả của ông hai lúa này đi. Đừng có bày chuyện ra nữa, khổ quá à. Ủa Tía, nói vậy cái hai lúa vlog mình chấm dứt luôn hả Tía? Nói vậy thôi, với ba cái chuyện nhỏ nhỏ cứ làm để cho bà con mình coi cho nó vui. Nhưng mà tao nhắc lại nha, trong cái nhà này nè, tao không muốn bất cứ một thành viên nào nổi tiếng hết trơn nha. Cứ vậy thôi, im liềm vậy thôi, âm thầm qua lộ thôi. Tía là người có cơ hội nổi tiếng nhất, mà Tía còn không được nổi tiếng. Nói chi nhắm giờ nhà ai nổi tiếng giờ. Nếu mà con nha, con cũng không muốn bị nổi tiếng đâu.